tức là mỏng bằng 1 phần 3 cái bìm bình thường và thấm hút tốt được gấp đôi đấy các bạn ạ. Thật là thú vị đúng không? Siêu mỏng và thấm hút tốt nữa. Xin chào các mẹ, chào mừng các mẹ quay trở lại với series review bìm siêu thật của mình. Mùa hè nắng nóng thì đang đến gần rồi, chắc chắn là các mẹ đang tìm những chiếc bìm siêu mỏng siêu thoáng cho mông xinh của con đúng không? Vì vậy trong video ngày hôm nay thì Trang sẽ make cho các bạn top 5 bìm siêu mỏng mà mình đã sử dụng cho mía và sóc trong suốt mùa hè năm ngoái và mùa hè năm nay. 5 loại bìm này thì mình cũng sẽ xếp giá thành từ thấp tới cao để các mẹ có nhiều sự lựa chọn nha. Nào, cùng bắt đầu nhé. Có 4 tiêu chí mình dựa vào để chọn ra danh sách 5 bìm này. Đầu tiên chắc chắn rồi, đó đều phải là những bìm mà mỏng, nhẹ, thoáng. Thứ hai đó chính là giá cả. Ở đây thì mình sẽ xếp giá từ cao tới thấp để các mẹ có nhiều sự lựa chọn hơn. Thứ ba là mức độ phổ biến dễ mua của bìm này. Và thứ tư đó chính là chất lượng của bìm này. Tên đầu tiên đó chính là Nature Love Mia, một thương hiệu bìm đến từ Hàn Quốc. Bìm này tùy vào size và loại tã dán hay tã quần thì sẽ có giá dao động từ 8.500 đồng tới 13.000 đồng. Nói chung là đắt đó. Nhưng xét về độ mềm mỏng thì cực kỳ mềm mỏng luôn. Bìm này đã có chữ là Super Slim ở phía sau, các bạn nhìn thấy không? Có nghĩa là siêu mỏng. Và nó mỏng có 3mm thôi các mẹ ạ. Đó, tức là mỏng bằng 1 phần 3 cái bìm bình thường và thấm hút tốt được gấp đôi đấy các bạn ạ. Thật là thú vị đúng không? Siêu mỏng và thấm hút tốt nữa. Đây là bề mặt bìm, rất là thích luôn. Sờ mềm mịn rất là sướng tay. Nói chung là xứng đáng để đặt vào mông xinh của các con. Mà bên cạnh đó thì nhìn còn rất là xinh nữa. Đúng là hình thức thì xinh xẻo như trai Hàn Quốc vậy đó. Bìm này cả tã dán và tã quần thì con mình dùng đều phê luôn. Nhưng mà vì giá hơi đắt thành ra là mình hay sử dụng bìm quần để đóng đêm cho con. Nhưng bìm này đã có một cái nhược điểm mình thấy là hơi to, đó là nó không dễ mua và rất hay hết size. Khi mà mình mua, mình đặt cái size quần L khi mà bé vào nhà mình dùng ấy, phải kiểu rất lâu sau thì mới có ấy. Và khi các bạn tiện đi mua đồ ở những cái siêu thị mẹ và bé phổ biến như Bibomart hay Kip Plaza ấy, thì cũng sẽ không có cái bìm này. Thành ra là nó cũng không quá dễ mua đâu, và còn hay hết size nữa. Nên là dù rất ưng nhưng mà mình vẫn phải backup ở một số bìm khác. Và cái tên thứ hai không ai khác đó chính là Hucky Platinum, một thương hiệu bìm đến từ Mỹ. Bìm này thì tùy size, tùy loại tã dán hay tã quần thì sẽ có giá dao động từ 5.500 tới 10.000. Chả sao lại dao động nhiều vậy ta. Nhưng cũng là rẻ hơn khá là nhiều rồi so với lại Nature Love Mia đúng không? Thế nên mình vẫn sẽ rất là thích cái bìm này. Xét về độ mềm thì rất là mềm, rất là mỏng. Bìm này theo hãng nói là nó mỏng 5mm các mẹ ạ. Tức là cũng rất là mỏng rồi, và sờ cái độ dàn ở trong bìm ấy, cái bông ở trong bìm dàn đều cực kỳ luôn. Đấy, mềm, mỏng, mịn, hình thì siêu xinh xắn. Một trong những cái hình bìm xinh xắn nhất mà mình biết luôn. Đó, rất là thích. Xét về độ thấm hút thì bìm này đỉnh của đỉnh luôn. Có thể thấm qua 12 tiếng xuyên đêm. Và vì là bìm này giá cũng hơi cao một chút, nhưng thấm hút đêm rất tốt. Thế nên là mình rất ưu tiên chọn bìm này đóng cho con cùng với lại Nature Love Mia. Khi mà không mua được cái bìm kia thì dùng bìm này cũng rất là ổn rồi. Đó, nói về độ dễ mua thì bìm này cũng rất là dễ mua, bởi vì Hucky cũng là một cái thương hiệu cực kỳ là phổ biến ở thị trường Việt Nam trong thời gian rất là dài rồi. Nên là các bạn có thể đến những siêu thị lớn của mẹ và bé và có thể mua được luôn cái bìm này. Cực kỳ dễ mua luôn. Cái tên thứ ba đó chính là Pamper Nhật nội địa. Mặt trước này, mặt sau này. Bìm này tùy size, tùy tã dán hay tã quần thì sẽ có giá dao động từ 5.000 tới 8.500. Chà chà, là một cái mức giá rất là ưng cho ví mẹ và phù hợp cho mông xinh của con đúng không? Đấy, thế nên mình thấy khá là nhiều mẹ đã sử dụng bìm này trong mùa hè cho con yêu của mình. Xét về độ mịn, mềm, mỏng thì chắc chắn là nó phải mỏng rồi thì mới được vào cái danh sách này. Nhưng nói về độ mềm và mịn thì so với hai anh Hucky Platinum và Nature Love Mia thì nó không thể nào mềm và mịn bằng, sờ nó vẫn sẽ bị cứng tay hơn một chút. Và nếu mà nói về độ mỏng thì cái phần trước của bìm này, đó cái mặt trước ấy, thì mình sờ và mình thấy là nó phải dày gấp đôi so với lại Nature Love Mia. Đấy, cho các mẹ dễ hình dung. Còn mặt sau của nó thì lại rất là mỏng, thậm chí là còn mỏng hơn. Đấy, cái phần phía mông này này, đó, nó dàn phần phía mông này mỏng hơn, thì mình thấy nó mỏng ngang với lại Hucky Platinum luôn á. Xét về mức độ dễ mua thì mình thấy bìm này cực kỳ là dễ mua luôn, bởi vì Pamper cũng là một thương hiệu rất là nổi tiếng và có mặt ở thị trường Việt Nam lâu rồi. Thế nên các mẹ có thể mua ở bất kỳ một siêu thị lớn mẹ và bé nào đấy. Cái tên thứ tư đó là Elimiao, đến từ nước Nga xinh đẹp. Mặt trước này, mặt sau này. Bìm này chắc cũng là một trong những bìm có thiết kế đơn giản nhất quá, vì nó trắng tinh à. Bìm này thì tùy vào size và tã dán hay tã quần thì sẽ có giá từ 5.000 tới 8.000, giá dao động là như vậy. Mức giá thì khá là ngang ngang với Pamper Nhật nội địa đúng không? So với cái mức giá này thì bìm này khiến mình cực kỳ hài lòng, bởi vì là thậm chí nó còn mỏng và
mềm mịn hơn so với pamper Nhật nội địa. Và cái mức độ dàn, tức là dàn bông trong bỉm đều từ mặt trước sang đến mặt sau, mình sờ thì mình thấy rất là ưng. Bỉm này thì nhẹ và thoáng nên là mình rất là ưng đóng ban ngày cho con. Xét về mức độ dễ mua và phổ biến thì mình thấy rằng Elebel không phải là bỉm dễ mua lắm đâu, bởi vì Elebel là một thương hiệu bỉm mới vào thị trường Việt Nam gần đây và không có bán tại những siêu thị lớn như là Bibomart hay Kid Plaza, thành ra các mẹ sẽ không quá là dễ tìm ấy. Mình muốn mua bỉm này thì mình phải order và nó còn rất hay hết size, hết hàng nữa. Mình order cái bịch bỉm quần XL mà phải một tháng mới có đấy các mẹ ạ. Và cái tên số 5 chắc là khá bất ngờ đây, đó chính là Zing Zing, một thương hiệu bỉm đến từ Trung Quốc. Mặt trước này, mặt sau này. Mình đã rất là cân nhắc khi mà đưa Zing Zing vào trong video này, bởi vì đây là một thương hiệu bỉm Trung Quốc và chúng ta thì đang tranh cãi, lo ngại rất nhiều về chất lượng bỉm chung đúng không? Với bốn cái tên phía trên thì chất lượng đã được kiểm định rồi, không có gì phải bàn cãi nữa. Thế nhưng với Zing Zing, một thương hiệu bỉm chung, thì mình cực kỳ cân nhắc đấy. Nhưng các bạn biết không, vì video này với tên là bỉm mỏng, siêu mỏng mùa hè cho con, mà nói về thì bỉm mỏng ấy thì Trung Quốc lại có rất nhiều các loại bỉm đáp ứng tốt cái tiêu chí này, vì vậy mình vẫn đưa Zing Zing vào video này. Và nếu các bạn quan tâm tới bỉm chung ấy thì có lẽ là mình sẽ làm hẳn ở một video khác nha. Hãy để lại bình luận cho mình nếu mà các bạn muốn mình làm video đó nhé. Zing Zing thì có nhiều loại lắm, và trên tay mình thì là Zing Zing heo, mình chọn bạn này vì nó rất là xinh. Bỉm này thì tùy size, tùy tã dán hay tã quần thì sẽ có dao động từ 3.000 đến 5.000 đồng một chiếc, trở với mức giá phải gọi là rẻ hơn bằng 1/2, thậm chí là 1/3 so với lại bỉm Hàn, bỉm Nhật và có trong danh sách này đúng không? Một mức giá rất là dễ chịu. Đó, và xét về độ mềm mỏng mịn thì thực sự là mình rất bất ngờ khi cầm cái bỉm này luôn. Nó rất là mềm các bạn ạ, nó mềm không kém gì so với lại Hacking Platinum luôn á. Nó mềm, thậm chí là cái bề mặt trong của nó mình sờ mình thấy nó còn mềm hơn cả Hacking Platinum cơ. Và độ mỏng thì nó phải mỏng ngang với Hacking Platinum. Đó, thế nên nếu mà đây không phải là một cái bỉm Trung Quốc mà là một cái brand của một đất nước khác thì có lẽ là mình đã đóng họ dài dài luôn rồi. Bỉm này thì các bạn cũng sẽ không mua được trong những siêu thị mẹ và bé lớn như là Bibomart hay Kid Plaza vân vân. Tuy nhiên thì các bạn cũng rất dễ mua, bởi vì là có rất nhiều mẹ bỉm sữa đang bán bỉm này ở trên Facebook hoặc là Shopee, cứ sợ nó sẽ ra luôn thôi à. Trên đây là danh sách 5 loại bỉm siêu mỏng siêu thoáng mà mình đang ưa chuộng sử dụng cho sóc và mía trong mùa hè này và từ mùa hè năm ngoái nữa. Hy vọng là với video này thì các mẹ đã có thêm thông tin hữu ích và chọn được một loại bỉm cho mông sinh của con. Các mẹ chọn loại nào thì nhớ để lại bình luận cho mình biết đấy nhé. Và nếu các bạn đang có những sự lựa chọn nào khác ngoài 5 loại này mà cũng rất là hiệu quả thì cũng chia sẻ với chúng mình nha. Các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh YouTube của mình để cập nhật thêm nhiều video review hữu ích về mẹ và bé nhé. Bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.